Hôm nay chào anh em. Hôm nay mình làm gì cái chủ đề mà cũng nhiều anh em hỏi gà đó về bị ói rồi làm sao bị cựa ói á. Đó gà bị ói về làm sao? Gà bị ói chúng ta mà khi mà anh em đem về anh em được làm gì nhiều. À, anh em chỉ đừng có xúc bậu xúc gì trên á. Anh em chỉ cần lau mà cho nó đi. Rồi anh em lấy miếng nước mắm. Anh em nhỏ vô vài giọt cho mình nha. Nước mắm ăn cơm nữa anh em. Thì nước mắm mặn đó. Ha. Anh em nhỏ vô miệng nó cho mình cỡ 3 4 5 giọt gì đó. Cái đó là mình kêu sơ cứu máu nha anh em. Là cái nước mắm này là nó thiệt tình đó, là nó trị rất là hay về cái mà gà bị ói nha. Rồi anh em nào biết rồi thôi khỏi nha anh em. Khỏi vô bình luận mệt nha. Mình chia sẻ cho anh em mà mới biết chơi ha. Đây mũi quá anh em ơi. Mũi trâu không? Con gà đem bị ói, bị đá ói ọc máu rồi đó, mà mình ăn đồ đó, đem về hay thua gì đó không biết, mà anh em nào muốn dưỡng là dưỡng lại đó. Anh em đầu tiên anh em lấy nước mắm, anh em nhỏ mình vài giọt ha. Nước mắm mình ăn cơm nha anh em. Nước mắm tươi nó mặn đó. Anh em nhỏ cho mình vài giọt. Là ngày mai đảm bảo cho anh em con gà nó sẽ ỉa toàn là máu không. Nó ra toàn là phân đỏ, phân đen hết. Nó là sổ, kia là sổ, anh em nó sổ cái máu cho bù diều đó. Nó ứ lại đó, rồi con gà mình nó sẽ sổ ra hết luôn. Rồi nó sổ ra hết rồi, các anh em là một như bữa đó anh em đá về chiều đi. Chiều anh em cho nó uống vô, nó cũng vài giọt nước mắm, nhiễu vài giọt nước mắm vô miệng đó nha. Lấy con tay anh em nhúng vô miếng nước mắm á anh em. Rồi anh em nhỏ lên mình vô miệng đó nha, vài giọt. Rồi là ok. Là qua ngày mai sáng này bắt ra anh em thấy nó ỉa toàn là phân đen, phân tím gì. Nói chung là ỉa phân máu anh em ơi, phân huyết đó. Rồi sáng á, rồi xong rồi đó, sáng anh em lấy mật ong á. Mật ong anh em pha nữa, bốn cục pha mật ong á, anh em thiếu nước coi nha anh em. Nó quậy em sợ cho anh em bơm vô họng nó nha. Rồi cái tác dụng của mật ong là tại sao tôi uống mật ong. Uống mật ong này là nói chung là cái gì cho mà bồi bổ cơ thể cho con gà nha. Với nó cái là nhuận trường, nó sẽ ỉa sạch hết, nó làm sạch ruột. Nó sẽ ỉa sạch hết những cái gì mà máu gì đó là con gà ỉa sạch sẽ hết luôn nha anh em. Rồi anh em chú uống bi uống đồ, em có thuốc gì chích anh em chích nha. Trong mình chỉ cũng nói nhiều cái vụ mà chia sẻ nhiều thì cái chích thuốc về gà đã ăn rồi nha. Chích không chích đâu, mình cho chơi hút tay, chơi hút âm bi rồi anh em. Hai chích gì chích, mình chơi con viên hút âm bi à. À, rồi anh em làm cho mình vậy đi là đảm bảo con gà anh em nó sẽ rất là mau hồi phục. Em chú nữa một ông ăn uống ông nha, anh quậy mấy ông xíu nước thôi rồi uống vô đi rồi nó ăn nó sẽ sạch ruột luôn. Là con gà đó em nó bồi bổ cơ thể con gà đó nghe anh em. Người ta bệnh như đó, người ta bệnh uống mật ong là cho bồi bổ cơ thể đó, con gà giờ lên lấy sức lại ha. Rồi tới chiều anh em cho nó ăn chút xíu thôi nha, anh em cho ăn chút xíu thôi đó cho con gà nó tiêu rồi đó. Đầu sáng ngày mai bắt đầu ngày thứ ba anh em cho nó ăn bình thường, ăn cũng chưa bình thường, nói chung là ăn như người bệnh đó, anh em cho ăn ít thôi, chút xíu lúa gì đó. Anh em muốn cho ăn cơm gì đó, cho ăn, anh em xảo tiêu gì đó, anh em cho mình là cho ăn lúa bình thường à, ăn xíu à, ăn xíu. Con gà nó tiêu quá như thế nào rồi nó tiêu hết bình thường đó. Tức sáng nó ăn tiêu rồi là chiều sẽ ăn miếng chút xíu nữa, bồi bổ lại. Rồi cái ngày thứ tư đó, mình sẽ cho vô cái anh em muốn coi cho nó ăn mồi, cho ăn bình thường nha anh em. Là lúc đó con gà nó khỏe rồi ha. À, gà lúc đó là ok rồi đó. Thuốc khang gì anh em muốn chích gì đó chích, anh em làm ok. Nhưng mà cái đầu tiên anh em sơ cứu á, làm kêu sơ cứu nước mắm á. Nước mắm anh em nhỏ vài giọt vô là con gà anh em sẽ rất ok. Tại vì đá gà nhiều quá, đi đá gà nhiều thì người này có kinh nghiệm, một chút kinh nghiệm chút xíu. Nói chung mình chia sẻ ra cho anh em chơi. Nè anh em giận cái tay mình đâm mấy gà nè anh em. Đó. Cắn nè, như đây là mấy thằng nhỏ rồi đó, phải đam mê gà thấy vậy không đó, bà nậu nó cắn cái tay mình, nó đá cái tay tét tàu lưa tàu lá trên nó trên, còn cái tay trên nữa ngày xong đang quay không được cái tay trên, quay được quay luôn, nó cắn mình tá lá trên, này thấy đam mê gà mà thấy cực khổ nè, mệt không, bị gà cắn nhưng mà vui. Nói chung đam mê ghiền vô máu là vậy đó. À, anh em
mình nói chung là mình hôm nay mình chia sẻ cái sơ cứu mà gà bị ấu máu, anh em về là làm như thế nào ha, ấu máu vọng rồi đó, anh em làm vậy đó, đơn giản cho vài giọt cái mắm vô cho nó ỉa sạch ruột, nó ỉa thông cái bài tiết nó ra hết rồi là khỏe rồi. Ngồi nó bu nè em ơi, quá trời mũi trâu không. Rồi, anh em mình cho anh em câu con gà làm kỷ niệm ha. Đây là phi leoca nha anh em, thịt đen ha, 1 ký gần 1 ký. Mới hiên tích đen nha. Rồi thịt cán. Dạ, mới có 8 tháng rưỡi rồi, 9 tháng, nơi gần 9 tháng nha. Có cái độc đao ngay cửa luôn, cái hàm lông luôn. Mình nói chung là chơi dễ dễ mà mình gặp gà nằm đi không nổi anh em. Đây, anh em bị kẹt tiền quá, anh em chia lại mình chứ mình đâu có sở hữu được gà đâu nè. Nó đá từ ngoài trong luôn. Mình hít mấy chơi mấy gà chân cẳng hay ra nè mà. Chứ dễ gồng á, gà nồi mình không phá nha. Tại gà tre mà cái bổn là mình biết. Bổn ba này mình biết hết trơn á, mình mới chơi bổn này. Mình dễ gồng nó lên cái độc đao hay là giật độc anh em. Dễ gồng ta hay trơn này nọ bình thường thôi, mình chơi độc đao, hàm long, một chân trái một luôn. Phi vốt ca nha. Trời, ai là gác là gác. Anh em nhớ nha anh em, con gà bị ói máu là anh em về anh em nhỏ nước mắm trước anh em. Rồi uống một ong sao ha, rồi vô thuốc gì đó vô ha. Cái đầu tiên mình cho nó sạch cái ruột nó hết, cái bộ rượu sạch hết nha. Rồi chào anh em, hôm nay chia sẻ chút chút thôi anh em ha.